Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm Ngày Người Cao Tuổi Việt Nam 6 tháng 6 2022, sáng nay ngày 31 tháng 5, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, cùng đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh, các sở ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đã đến thăm chúc thọ, tặng quà cho 5 cụ tròn 90 tuổi ở xã Quới Sơn. Đoàn đến thăm các cụ gồm cụ bà Nguyễn Thị Tiến và cụ bà Đào Thị Tảo cùng ở ấp Quới Hưng, cụ bà Diệp Thị Nhanh ở ấp Quới Lợi, cụ bà Dương Thị Hai và cụ bà Đinh Thị Muôn, ấp Quới Hòa Đông. Tại mỗi nơi đến, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chúc mừng, thăm hỏi sức khỏe đời sống của các cụ và gia đình, chúc các cụ sống lâu, sống vui khỏe với con cháu, đồng thời trao bản mừng thọ 90 tuổi cho các cụ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ký tặng và trao mỗi phần quà gồm một tấm chăn, 500.000 đồng tiền mặt. Mừng thọ là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ta, thể hiện sự tôn kính hiếu thảo của con cháu với các bậc cao niên. Truyền thống đó đã và đang nhân lên những giá trị tinh thần quý báu, mang ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc nhằm phát huy vai trò cây cao bóng cả của người cao tuổi trong gia đình và ngoài xã hội, là chỗ dựa vững chắc cho con cháu, là tấm gương sáng, trung tâm đoàn kết cháu con trong gia đình, dòng họ và làng xóm. Việc tổ chức kỷ niệm Ngày Người Cao Tuổi Việt Nam 6 tháng 6 là dịp phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đề cao lòng hiếu thảo của con cháu với cha mẹ ông bà, trách nhiệm của gia đình đối với quê hương đất nước, cũng như trong việc chăm sóc nuôi dưỡng báo hiếu của con cháu đối với ông bà cha mẹ để người cao tuổi được sống lâu, sống vui, sống khỏe. Con nhỏ nghe út giờ nó lo cho bà bác đó cháu. Dạ dạ. Còn vui thì vui cái gì cho con cháu nè, kể nè. Tối là bác đĩa cho coi. Bác đĩa cho coi, bác nhạc này nhạc kia cho coi, buồn ngủ vô ngủ. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Rồi con cháu là hôm nay trưởng thành hết rồi thì vui như thế nào nữa không? Vui, cháu ngoại cháu nội thì có hết rồi. Một đứa mấy đứa cho cháu rồi. Dạ. Cháu cố cũng có nữa. Dạ. Nay bà Năm cảm thấy thì sao? Nhận quà rồi cảm thấy thì sao? Hay vui. Dạ vui ha. Dạ. Vui muốn sống thêm nữa rồi. Vui muốn sống thêm nữa. Dạ rồi. Dạ. Buồn muốn chết. Năm nay toàn tỉnh Bến Tre có 1.393 cụ ông, cụ bà tròn 90 tuổi được lãnh đạo tỉnh tổ chức thăm chúc thọ tặng quà. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, trong đó gồm tiền mặt 500.000 đồng và một tấm chăn trị giá 500.000 đồng, kinh phí trích từ ngân sách tỉnh. Những năm qua, tỉnh Bến Tre luôn tích cực triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn với nhiều giải pháp cụ thể. Đặc biệt, công tác phát huy vai trò người cao tuổi được các cấp hội chú trọng tuyên truyền vận động. Hội viên người cao tuổi gương mẫu đi đầu và vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Khảo sát thực tế cho thấy hiện nay vẫn còn số ít cụ cao tuổi sống tại các vùng khó khăn, phần lớn là lao động nông nghiệp nên điều kiện kinh tế xã hội còn khó. Một số gia đình người cao tuổi tự lao động lo cuộc sống. Một bộ phận người dân trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, trong gia đình chỉ còn người cao tuổi hoặc người cao tuổi sống với các cháu nên thiếu vắng sự quan tâm, phụng dưỡng, chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Chính vì thế, để công tác chăm sóc người cao tuổi nói chung và chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nói riêng có hiệu quả, cần phải có sự tham gia tích cực, sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội.